Sau những hành trình khám phá các vườn quốc gia dọc theo chiều dài đất nước, từ Bái Tử Long chốn rồng thiên cuộn sóng đến dải đất miền Trung nơi Bà Nà quanh năm mây bay đỉnh núi, tới Cần Giờ rừng sát chiến khu xưa hay những cánh rừng già Bình Châu Phước Bửu, tất cả các địa danh đó đã để lại trong chúng tôi những ấn tượng, những kỷ niệm không thể nào quên. Mỗi vườn quốc gia, mỗi khu bảo tồn là một bức tranh thiên nhiên muôn hình muôn vẻ, là kho tàng của tạo hóa, là lá phổi xanh bao bọc tất cả chúng ta. Dẫu biết rằng hành trình đến với những ngàn xanh sẽ có nhiều vất vả và khó khăn, nhưng chính sự hấp dẫn kỳ bí của thiên nhiên lại thôi thúc chúng tôi lên đường. Xin chào các bạn. Tiếp tục cuộc hành trình đến với những khu bảo tồn thiên nhiên và quốc gia trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta đang có mặt tại một vùng trung du của phía Bắc đất nước, nơi đây nổi tiếng với câu ca rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt, nắng chói sông Lô hò ô tiếng hát. Vâng thưa quý vị, đó chính là mảnh đất Phú Thọ. Nói đến Phú Thọ hẳn là quý vị các bạn nghĩ ngay đến đền Hùng cổ kính, đền mẫu Âu Cơ uy nghiêm. Tuy nhiên ngày hôm nay chúng tôi lại đưa quý vị đến với một điểm đến mới trong hành trình của chúng ta. Đó chính là nơi hứa hẹn rất nhiều điều thú vị trong cuộc hành trình này, vườn quốc gia Xuân Sơn Phú Thọ. Xuân Sơn xưa nghe nói đường đi khó lắm đây, bao suối với bao đèo vực sâu chắn mất lối. Vườn quốc gia Xuân Sơn nằm trên địa phận huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, cách Hà Nội 130 km về phía Tây Bắc. Từ thành phố Việt Trì xuôi hướng Tây Nam, theo quốc lộ 32 tới huyện Thanh Sơn, đi thêm 30 cây số đường núi nữa, trong đó quá nửa là những đoạn đường đèo cua tay áo hiểm trở. Xuân Sơn hùng vĩ hiện ra với núi non răng răng, mờ ảo, chập trùng, ẩn hiện trong mây. Khu vực này được coi là vùng sâu, vùng xa nhất của tỉnh Phú Thọ. Vườn quốc gia Xuân Sơn nằm ở vị trí điểm cuối trên dãy Hoàng Liên Sơn, tiếp giáp với hai tỉnh Sơn La và Hòa Bình. Tổng diện tích của vườn là 15.048 ha, đứng thứ 12 trong số 30 vườn quốc gia của Việt Nam. Nơi đây, rừng vẫn giữ vẻ nguyên sơ như hàng trăm năm về trước, với hệ sinh thái phong phú, đa dạng sinh học, đa dạng địa hình, cảnh quan tạo nên sức hấp dẫn kỳ lạ đối với du khách. Vào năm 2002, Xuân Sơn chính thức được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định nâng hạng thành vườn quốc gia. Làm việc với chúng tôi là Giám đốc vườn Trần Đăng Lâu, người đã có hơn 15 năm gắn bó với núi rừng Xuân Sơn. Ông cho biết đây là vườn quốc gia duy nhất cả nước không có hạt kiểm lâm. Biên chế hạn hẹp, lại phải đảm nhận cả chức năng kiểm lâm, công việc của các cán bộ vườn tăng lên gấp bội. Nhưng chính vì thế mà họ càng thêm gắn bó với từng gốc cây, ngọn cỏ Xuân Sơn. Ở Việt Nam chúng ta có 30 vườn quốc gia, mỗi vườn quốc gia nó có cái nét đẹp riêng. Và Xuân Sơn nó có cái đẹp riêng của nó. Ví dụ là Xuân Sơn là nằm trong 3 vùng có đa dạng sinh học cao nhất Việt Nam, đó là vùng dãy Hoàng Liên Sơn, Bắc Trường Sơn và Tây Nguyên. Thì vườn ra Xuân Sơn ở điểm cuối của dãy Hoàng Liên Sơn, cho nên cái đa dạng sinh học của nó là rất là cao. Nói về thực vật thì vườn quốc gia Xuân Sơn là có 1.217 loài thực vật. Nếu mà tính cả chú cô đơn nữa là 1.218 loài. Thì trong số 1.218 loài này thì có 665 loài, tức là chiếm 56% là cây thuốc, cây sử dụng làm thuốc. Và trong đó có xít soát là 300 loài có thể sử dụng làm rau ăn và làm thực phẩm. Có những cây vừa làm thực phẩm vừa làm thuốc. Đấy là một cái tiềm năng rất lớn trong tương lai để phục vụ khách du lịch và phục vụ cái phát triển cộng đồng địa phương. Với sự hướng dẫn của các kỹ sư lâm nghiệp, chúng tôi bắt đầu hành trình khám phá những cánh rừng nguyên sinh. Vườn quốc gia Xuân Sơn là một kho tàng thiên nhiên vô cùng quý giá. Ngoài vẻ đẹp mê hồn, nơi đây còn có nhiều loài động vật và thực vật quý hiếm. Hệ thực vật ở đây bước đầu ghi nhận được hơn 1.000 loài. Trong đó có 24 loài được ghi trong sách đỏ Việt Nam và 8 loài được ghi trong sách đỏ thế giới. Động vật có 365 loài, trong đó có 46 loài được ghi trong sách đỏ Việt Nam và 18 loài được ghi trong sách đỏ thế giới. Đến với Xuân Sơn, bạn có thể chứng kiến sự đa dạng của 7 hệ sinh thái chính: rừng trên núi đá vôi, rừng trên núi đất, chảng cỏ cây bụi, che nứa, nông nghiệp, khu dân cư, rừng trồng và hệ sinh thái thủy vực. Trong đó hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi có rất nhiều nét độc đáo.
Toàn bộ khu vực còn tồn tại 2.432 ha rừng nguyên sinh trên núi Đá Vôi, trong đó có 883 ha rừng phân bố ở độ cao trên 700 mét. Như các bạn đang thấy, rừng nguyên sinh trên núi Đá Vôi, tài sản vô giá của Vườn Quốc gia Xuân Sơn Phú Thọ. Ở đây có hai dạng hệ sinh thái rừng rất nổi bật, đó là hệ sinh thái rừng trên núi đất và trên núi Đá Vôi. Hai cái hệ sinh thái này khác nhau cơ bản ở điểm gì anh? Thưa nó là khác nhau, nói chung là cơ bản đấy. Hệ sinh thái rừng trên núi đất thì nó thường thường là cây nó sẽ nhiều tầng tán hơn, cây to hơn và khả năng đa dạng nhiều hơn. Như rừng trên núi Đá Vôi thì khả năng của nó cây nó sẽ nhỏ hơn, thưa hơn và cái lượng cây khả năng đa dạng thì nó ít hơn và thảm thực vật nó ít hơn. Vì trên núi Đá Vôi nó rất là khó sống. Đây là một hệ sinh thái rừng rất là khó phục hồi. Nên khi đã mất đi thì không có khả năng tái tạo. Nhưng mà độ quý của những cái loại lâm sản ở trên những rừng trên Đá Vôi thì quý hơn không? Nói chung là hệ sinh thái rừng trên núi Đá Vôi có rất nhiều loài quý. Hiện như ở đây Vườn Quốc gia Xuân Sơn điển hình là các loài trai nghiến. Đấy là rất loài rất quý. Bây giờ nhóm 1, nhóm 2, hoặc nhóm 3, nhóm 4 là đấy là những loài rừng gỗ rất quý. Đi sâu vào vùng lõi của vườn quốc gia, chúng ta sẽ thấy trữ lượng cây gỗ quý ở Xuân Sơn rất đa dạng. Xuân Sơn nằm trong khu vực giao tiếp của hai luồng thực vật Mã Lai và Hoa Nam, nên hệ thực vật ở Xuân Sơn